Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SME Audio. Và ngày hôm nay, trong video này thì SME Audio Hân Hạnh được tiếp tục một chuỗi video để review loa bãi. Và ngày hôm nay thì SME Audio Hân Hạnh được về rất nhiều dòng loa B3 khác nhau. Nhưng cho mảnh nhỏ quý vị, đó là một dòng loa B3 Minano Ultraman, là một trong số những cái mã loa mà em về đợt này. Em muốn bóc tách riêng ra những dòng loa B3 khác nhau, review riêng để mời quý vị và các bạn có cái nhìn tổng quan về những dòng loa B3 cũng như là tổng thể cái lô loa lần này. Và trên màn nhỏ của quý vị, đó là dòng B3 Minano Ultraman. Nói thêm về loa B3 Minano thì dòng loa B3 Minano này sẽ có hai đời. Một đời đó là B3 Minano thường, nó sẽ dùng bass chef Phaeto. Và một dòng thứ hai đó là trên màn nhỏ của quý vị, 4 đôi em về, đó là B3 Minano Ultraman. Cái dòng này thì sẽ sử dụng bass chef Sinlick, và cái bass chef này và cái cấu hình này, loa B3 Minano Ultraman này là chất âm của nó cũng như là được đánh giá là cao cấp hơn, cũng như là các cái thông số series ở trên web hãng cũng như là check thông số hãng thì dòng B3 Minano Ultraman này cao cấp hơn dòng Minano thường, thưa quý vị. Và ngày hôm nay em về được 4 đôi loa đẹp trên 90%. Nói thêm về dòng sản phẩm này thì B3 Minano Ultraman sử dụng một loa bass 30 côn 76 từ 19. Nói về thông số ấy thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là không phải những cái dòng loa nào cứ bass to, cứ côn to hay là mang loa cứng thì là tiếng nó hay đâu, thưa quý vị. Nó là phải do những cái thiết kế tinh tế từ cái độ từ, độ khe từ này, độ hút từ, cũng như là cái chất liệu màng loa, cũng như là chất liệu côn loa. Nó rất là nhiều yếu tố để đánh giá một chiếc loa hay hay không hay. Đó, còn đối với những cái sản phẩm của hãng này ấy, thì nó có form chung rồi, thưa quý vị. Họ đã nghiên cứu, họ đã dành những năm tháng để họ design thiết kế, cũng như là họ nâng cấp sản phẩm của họ lên mới cho ra những sản phẩm toàn diện như thế này. Đó, nên là cái dòng sản phẩm loa bass 30 côn 76 từ 19 nó không chỉ sử dụng cho karaoke gia đình, mà cái dòng loa bass 30 này, Minano Ultraman này có thể sử dụng ngoài trời được, bởi vì tiếng chép của nó, họng của nó rất là xa. Và đặc biệt em nói có cái dòng sản phẩm này có thể sử dụng ngoài trời được bởi vì cái phễu chép này là phễu chép kim loại. Đấy, phễu chép kim loại, họ sẽ có sử dụng phễu chép kim loại này, nó sẽ có độ phóng nó xa hơn. Đó, ok, và em xin phép được review tổng quan về sản phẩm này một chút. Em sẽ quay, thứ nhất là em sẽ quay cái căng đi, ây căng của loa này. Ây căng của loa em quay bằng một tay, nó có đôi chút góc nào nó hơi xấu thì mong quý vị thông cảm. Đó, thưa quý vị, đó, đây, ây căng của nó rất là đẹp. Logo chính giữa của nó sẽ được có thể là xoay được, thưa quý vị, có thể xoay được đây, các cái chấu phía sau này, xoay ngang hay xoay dọc để tùy vào cái phong cách sử dụng chúng ta để loa nằm hay là loa đứng, thưa quý vị nhá. Và lưới tô ong này, bên trong vẫn có cái mút lỉ này, và bên ngoài vẫn được làm bằng thanh rất là dày dặn và cứng cáp. Đó, đây, bên trong mút lỉ này. Đó, nhưng trong những cái video khác thì em cũng đã giới thiệu đó là chúng ta có thể kiểm tra cái độ chất của loa, kiểm tra sơ qua đó, kiểm tra với những người chơi âm thanh vỡ lòng thôi, đó là chúng ta gõ cái màng loa này. Đây, cái căng của nó chắc chắn cứng cáp, chắc chắn cứng cáp, thì nó là một trong những cái yếu tố để đánh giá sản phẩm này là sản phẩm hàng hãng, hàng chất, họ làm tinh tế tỉ mỉ. Đó, kể cả từ cái chiếc căng nó không bị phồng phành khi chúng ta vỗ, chứ huống chi là chúng ta sử dụng áp lực lớn trong phòng hát hoặc là karaoke mạnh. Đó, vừa rồi là phần review về cái ây căng của sản phẩm B3 Minano. Vâng, và tiếp theo em sẽ review tổng quan phía bên trong khi bỏ ây căng loa ra. Thì quý vị có thể nhận thấy là phễu chép của nó là phễu chép cực kỳ to này, và kim loại, phễu chép bằng kim loại, độ phóng ra, độ phủ theo hình dọc, thưa quý vị nhé. Đó, và cái giác họng chép này tạo lỗi em sẽ quay, nó là một sản phẩm chất của B3 Minano, rất hiếm khi về hàng, và ngày hôm nay em đã về trước được một đôi. Và phía dưới là bát của loa, là bát 30 côn 76 từ 19, màng của nó hơi óng ánh tím,
nó nhìn nó rất là đẹp, rất tinh tế, màng rất là cứng, cứng cáp này, và cái độ sâu của màng rất là lớn này, thưa quý vị này, từ loa, từ dồn loa ra bên ngoài với có độ sâu rất là lớn đó thưa quý vị. Và sản phẩm này được dùng là gân vải tầm dầu lụa thưa quý vị nhé, gân vải tầm dầu lụa này vẫn còn hơi dính dính một chút của cái nước dưỡng này của nó này, đẳng cấp. Do sản phẩm này mát đánh rất là sâu, và bên ngoài thì nó cũng có mút này thưa quý vị này đó. Thùng vách gỗ bạch dương nhìn rất chắc chắn đó. Và loa này chúng ta có thể treo được, để ngang cũng được, để đứng cũng được, và cắm cọc ở phía dưới chúng ta dùng sự kiện cũng được, rất đa năng và tiện dụng đó. Xong sản phẩm này thì thực sự là rất là chất rồi, rất có tên tuổi trên thị trường rồi, quan trọng nhất là độ đẹp của nó và giá thôi đấy thưa quý vị. Còn với SMX Audio thì bên em cam kết hàng bãi xịn, đẹp trên 90%, chưa sửa chữa, hàng có tình trạng như nào em xin báo với các bác là như thế. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự thống nhất trước khi gửi hàng, như vậy chúng ta sẽ có những cái sự trải nghiệm, những cái sự hài lòng nhất định khi chúng ta biết được cái dòng sản phẩm chúng ta mua nó là tình trạng bao nhiêu, để chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta có thể có thêm kiến thức để nói chuyện với những người chơi âm thanh khác, cái thứ hai là chúng ta có thể cảm thấy an lòng khi chúng ta bỏ cái số tiền hơn chục triệu ra sử dụng một đôi, sở hữu một đôi loa B3 bãi thưa quý vị. Tiếp theo thì em sẽ review phía bên sau của dòng loa B3 Minano Ultrama này thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, phía sau đó là dòng loa B3 Minano Ultrama. Đây phía sau của nó đây thưa quý vị. Được thiết kế một cách rất là hài hòa. Và tất cả lô loa này em để mộc, vừa về hàng em vừa bóc ra. Em bây giờ em quay video luôn thưa quý vị. Em chưa lau chùi thưa quý vị, chưa lau chùi, chưa vệ sinh, để đảm bảo cái chất bọc lên kênh của SMX Audio này ạ. Và đây nó còn sẽ có một lúc thông hơi. Thông hơi của nó sẽ ở phía sau thưa quý vị. Đó. Đấy. Đây quý vị có thể nhận thấy là cái logo của Scenic này thưa quý vị này, nó hình con chim ấy ạ. Đó. Bát chép là nhập khẩu xịn của Đức ạ thưa quý vị. Nhập khẩu xịn của Đức ạ. Rồi tiếp theo là em sẽ review thông số phía sau của sản phẩm này. Thì loa B3 Beta 3 Miano Ultraman ấy thì nó sử dụng là hai giắc lưu trích để chúng ta có thể là vào hoặc ra, để chúng ta có thể liên linh ra các cái loa khác nhau, cũng như là tem QC, cũng như là mã vạch của nó. Đối với dòng sản phẩm này thì nó sẽ không ghi thông số bao nhiêu watt hay là độ nhạy bao nhiêu dB, nhưng mà theo em check ở trên hãng ấy, thì dòng sản phẩm Minano Ultraman này thì sẽ có công suất đâu đó đáp ứng tầm khoảng từ 400 đến 500W, và công suất maximum có thể lên đến 800W, 700-800W thưa quý vị. Công suất của nó rất là lớn, bát của nó rất là sâu thưa quý vị. Và cái dòng sản phẩm này ấy, thì trước kia em đã về được 4 đến 5 đôi hàng mới nguyên hộp. Nó cực kỳ đắt thưa quý vị, nó cực kỳ đắt. Đấy là em vào dự án nên là em mới nhập về thôi. Còn thực tế ra ấy, thì những cái dòng loa mà tận 4x hoặc 5x của thị trường Việt Nam về bán ấy thì khá là khó để có thể nhiều người mua. Nên là đối với những cái dòng loa B3 này mà hàng chính hãng, chất đẹp trên với 90%, có giá rất hợp lý. Nên là em đã nhanh tay, em đã mua được cái lô này để về cùng giao lưu đến quý vị và các bạn đam mê âm thanh, cũng như là các bác đang muốn sở hữu cho mình một dòng loa B3 hàng chất. Thực sự là trên kênh SMX Audio bên em ấy, thì em thấy là rất nhiều bác có kinh nghiệm cũng như là có kiến thức về âm thanh, nên là những cái dòng sản phẩm loa B3 Ultraman của series Minano này ấy, thì em thấy là các bác cũng khá quan tâm khi ở kênh Zalo em đã đăng bài, cũng như là ở cộng đồng của fanpage SMX Audio của kênh Facebook của bên em. Vậy nên ngày hôm nay thì em sẽ lên một video để tổng thể đối với dòng B3 Minano Ultrama này. Và sau đây thì bên em sẽ tháo ruột gan bên trong của nó ra để chúng ta cùng cảm nhận cũng như là review bên trong bát chép phân tần của dòng sản phẩm. Vâng, trước màn nhỏ quý vị, đó là loa bát chép của dòng loa B3 Minano Ultrama, sử dụng loa bát chép của Scenic. Thưa quý vị, củ loa sẽ sử dụng 200W,
ở đây và một họng chép phễu quay đa hướng. Đây thưa quý vị, em sẽ review về cái họng chép của nó trước. Quý vị có thể nhìn thấy là cái họng chép của nó này, nó rất là to, rất là to, và cái phễu chép được làm bằng phễu chép kim loại nhé, quý vị nhé. Phễu chép kim loại thì nó sẽ có cái độ phóng nó xa hơn, tiếng chép nhuyễn và tơi hơn, thưa quý vị này. Đó, kim loại đây. Nó đây, thưa quý vị, nó như một cái chiếc loa phóng thanh nha, thưa quý vị ạ. Nó rất là cầu kỳ, chi tiết. Nó có hai lớp để nó chống gãy cổ chép, thưa quý vị. Và cái côn chép nó là côn chép và dây to, và quý vị có thể nhận thấy là các cái lớp của nó đây. Ví dụ như lớp bên ngoài của nó là lối liền, là phễu chép này, thưa quý vị này. Cái thứ hai sẽ là mặt bích. Cái thứ ba là lâm châm vĩnh cửu này. Cái thứ tư tiếp tục là một mặt bích khác được tiện hình ngang, CNC tiện hình ngang, thưa quý vị này. Quý vị có nhìn thấy này, hai cái nó khác hẳn nhau, thưa quý vị. Để nó có thể khe từ nó dao động nó tốt nhất, đó là phải tiện mặt bích riêng biệt. Đó, và tiếp theo là cái phễu chép cũng bằng kim loại, thưa quý vị. Phễu chép kim loại, tất cả cái đốc chép này kim loại hết. Nó rất là chất, rất là tinh tế. Dòng loa B3 Milano Ultraman này có một cái chiếc chép, quý vị có thể nhận thấy, nhìn thôi là đánh giá là nó là dòng sản phẩm ở chất rồi đó. Và tiếp theo là một loa bát. Loa bát em đã giới thiệu là sử dụng một loa bát 30 côn 76 từ 19, thì đây cái màng có này, được giấy xếp nhiều lớp, có gân, thưa quý vị. Nó màng rất là cứng và các cái xương của nó này là rất là chắc chắn. Ngoài ra sẽ có một lớp keo tím để định vị giữa mặt bích và lâm châm vĩnh cửu, và chắc chắn rồi sẽ có cả tiện được mặt bích cả bên trong này, màu đen này. Nó rất là chất này. Và tiếp theo đó là nhện của nó này. Nhện của nó cứng cáp, không bị trùng. Ở giữa đính giữa nhện và màng loa đó là cổ loa, rất cứng cáp, nó không bị cộc pin, cũng như là được không bị gãy cổ như dòng loa phổ thông thị trường. Cái dòng loa này thì thực tế ra nó rất là nổi tiếng rồi, rất nhiều kênh review rồi. Quan trọng nhất là thứ nhất là giá, thứ hai là độ đẹp. Đó, thì bên em sẽ đảm bảo cho quý vị đó là loa đẹp trên 90% và cam kết xin nguyên bản. Tình trạng loa nói như nào thì em sẽ nói như thế. Đó thưa quý vị. Silic này. Dòng sản phẩm thương hiệu này thì nó sẽ được nhập khẩu. Bát chép nhập khẩu xịn luôn thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đây là phân tần của loa B3 Milano Ultraman. Dòng sản phẩm này sẽ có hai phân tần bên trái và phân tần bên phải. Và mút của nó vẫn là mút đông chuột, ngoài ra nó sẽ có thêm một cái nút miếng mút xốp rất là dày để cách biệt ngăn âm giữa bát và chép. Và cái thùng của nó thì nó rất là chắc chắn, được làm bằng gỗ bạch dương, được kê góc, được đính ốc kèm theo các cái kê góc đó, rất là xịn sò thưa quý vị. Đây thưa quý vị, rất là nhiều cuộn cản. Chúng ta nhìn sơ qua chúng ta sẽ có cái cuộn quản to, hai cuộn quản to này, và một cuộn quản trở nhỏ ở phía trên. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều trở đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 trở xứ, và có 4 tụ điện thưa quý vị. 4, ngoài ra có hai cái tụ điện nhỏ nữa. Và chắc chắn rồi, tất cả những cái dòng loa B3, cái đặc trưng của nó thì nó sẽ có cái con trở để nó bảo vệ tiếng chép của nó. Ngoài ra cái con trở nhỏ này sẽ giúp chống sạc âm. Đấy, những con trở nhỏ này chống sạc âm này thưa quý vị này. Ở trên này là các cái cũng là trở xứ và các cái tụ điện. Đó, cái dòng loa này nó áp lực lớn và nó sẽ chia quay, nó sẽ là hai quay, nó chia quay rất là rõ ràng, tách bạch. Nó sẽ có độ phóng xa cũng như là cái tiếng bass sâu, bóc tách. Đó. Để cho ra một phân tần này thì họ sẽ đo đáp tuyến để căn từng tí một, thay đổi từng tủ, từng tụ hoặc trở để làm sao đưa ra được cái chất âm tối ưu nhất, đạt được cái kỳ vọng với cái giá thành đầu tư của nhà hãng thưa quý vị. Vâng, và vừa rồi là phần review về đôi loa B3 Milano Ultraman. Thì bên em sẽ ra những video khác để test chất âm cũng như là review thêm về một số những dòng loa B3 hiện bên em đang về hàng, và rất mong quý vị có thể đón xem, theo dõi những video review của bên em để bên em có thêm động lực để làm những video thật là chuyên nghiệp, đem đến cho quý vị những video bổ ích liên quan đến các thông tin cũng như là những cái đôi loa hot trên thị trường hiện nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video của Esme Auto. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.